cái nguyên nhân, cái yếu tố để mà chúng ta tiếp tục có mặt, tiếp tục hiện hữu. Như vậy thì thứ nhất là tất cả mọi hiện hữu đều là khổ, tất cả mọi hiện hữu đều là khổ, mọi hiện hữu đều là khổ đấy. Không hiểu được cái chuyện đó chính là vô minh trong khổ đấy. Thứ hai là không hiểu được sáu ái là gốc tạo ra khổ đấy, thì đó chính là vô minh trong tập đấy. Thứ ba, không hiểu rằng có một cái cứu cánh, có một cái trạng thái mà nó nằm ngoài khổ đế và tập đế, đó là niết bàn. Vì không hiểu rằng có cái đó cho nên người ta khi khổ quá người ta mới mong sanh về cõi, sanh về thiên đường của Chúa Trời, sanh về thiên đường của Thánh A-la, rồi cầu sanh về cái cõi của Bà La Môn giáo, rồi sanh được trở về hợp nhất với Phạm Thiên, vân vân và vân vân. Trong khi đó cái cứu cánh giải thoát thật sự nó không phải là một sự hiện hữu nữa, mà nó là sự chấm dứt toàn bộ các hiện hữu, chấm dứt cả cái khổ đế và tập đế, tức là chấm dứt cả nhân sanh tử và quả sanh tử. Và chính vì không biết cái này cho nên được gọi là vô minh trong diệt diệt đế. Và cái vô minh thứ tư đó chính là nhiều người khổ quá cũng muốn chấm dứt khổ, chấm dứt tái sinh, nhưng họ cứ lây hoay lẫn quẩn lòng vòng trong những cái pháp môn nằm ngoài bát chánh đạo. Thì trong kinh ví dụ giống như là mình khát nước mà mình uống nước muối vậy đó, khát nước quá mà uống nước muối thì càng uống lại càng khát. Vấn đề ở đây đó không phải là người Phật tử mình nghe giảng về Bát Chánh Đạo rồi mình tôn sùng cái pháp môn Bát Chánh Đạo, mình cho rằng đây là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát, không phải. Mà ở đây cái tác dụng mà dẫn giải thoát của Bát Chánh Đạo nó không phải là vấn đề tôn giáo, mà nó là vấn đề khoa học. Tôi xin bà con lưu ý đến chỗ này. Sẽ có những người họ không tin Phật, họ nói với chúng ta, họ nói ôi có nhiều con đường giải thoát lắm, mà tại vì đạo Phật thì chỉ có biết cái Bát Chánh Đạo thôi, cho nên đạo Phật cho rằng là Bát Chánh Đạo là cái con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Chứ thật ra chúng tôi các tôn giáo khác cũng có con đường, cũng có cái đường hướng tu hành dẫn đến giải thoát. Ok, họ nói gì thì nói, nhưng mà chúng ta thì nói rằng lý do tại sao trong đạo Phật đặt nặng xem trọng cái Bát Chánh Đạo là bởi vì một chuyện rất là đơn giản, rất là khoa học. Là vì sao? Là vì tất cả cái khổ chúng ta nó khởi đi từ sự hiểu lầm, từ sự hiểu lầm. Mà Bát Chánh Đạo á là cái con đường giúp chúng ta lìa bỏ những cái hiểu lầm đó. Hiểu lầm là sao? Mọi thứ trong trời đất này, từ bản thân của mỗi người cho đến trời đất trong sao hóa lá vũ trụ, sông hồ, biển cả, côn trùng, điểu thú, con người, thì tất cả mọi thứ trong vũ trụ này nó là chỉ là những gì rất đổi mong manh, nó chỉ là những gì rất đổi mong manh. Nó có mặt một cách chớp nhoáng, nó tồn tại trong một cái sự hư ảo phù du rất là ngắn hạn, rất là đầu hôm sớm mai. Và mọi thứ nó sanh diệt chớp nhoáng như vậy, cho nên nó không, mọi thứ nó tùy duyên mà có, mà tùy duyên mà mất. Cho nên nó thành, nếu mà nói một cách rốt ráo thì nó không có cái gì đáng mà cho chúng ta ghét, và cũng không có cái gì đáng để cho chúng ta thích. Và trong con người cũng vậy, không có con người nào mà đáng ghét và cũng không có con người nào đáng để yêu. Trong toàn bộ vũ trụ này chỉ có hai hạng chúng sinh thôi, một là cái người đáng thương và cái người dễ thương, chứ không có ai mà dễ ghét. Tôi nhắc lại, chỉ có hai hạng người thôi, là bạn đánh dùm tôi cái chữ đó nha. Trong vũ trụ này tất cả chúng sinh chỉ gồm trong hai hạng đáng thương và dễ thương. Đáng thương là sao? Đáng thương là những người sống trong bất thiện, đáng thương là những người đang chịu khổ, đang khổ hả, đang ác là đáng thương. Còn những người đang thiện, đang sướng là dễ thương. Như vậy thì trong đời này chỉ có hai hạng đó thôi, chứ không có ai mà dễ ghét hết, không có. Chỉ có hai hạng đó thôi. Hạng cái người ác đó là cái người đáng thương, còn người thiện là người dễ thương. Chỉ vậy thôi. Cho nên trong vũ trụ này không có gì đáng để mình, nếu nói một cách rốt ráo, không có cái gì đáng để mà mình ôm ấp, mà cũng không có gì để mình bất mãn, không có. Mà chính vì không biết được tứ đế
Cho nên mình cứ thích cái này cứ ghét cái kia, mà cái từ chuyên môn trong đạo Phật gọi là tham, tham ưu. Cho nên trong kinh tứ năm xứ Đức Phật ngài giải rằng ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, diệt trừ tham ưu ở đời. Có rất là nhiều người đọc cái đó mà không để ý cái chỗ đó. Tham ưu cái này, tham tức nghĩa có nghĩa là chạy theo, ôm ấp, thích thú, đam mê. Còn ưu đây là chống đối, bất mãn, ghét sợ. Ghét sợ, chống đối, bất mãn, ghét sợ thì gọi là ưu. Còn cái mà đam mê, theo đuổi, thích thú thì cái đó được gọi là tham. Thì với một cái người sống chánh niệm thì không còn tham ưu nữa, có nghĩa là không có chạy theo, không có thích thú mà cũng không có bất mãn, không có chống đối. Thì trường hợp đó gọi là người đó vừa là diệt trừ tham ưu ở đời, làm như vậy đó. Và tại sao Bát Chánh Đạo được gọi là con đường dẫn đến giải thoát, là bởi vì chính Bát Chánh Đạo là cái con đường duy nhất mà giúp cho mình không tiếp tục hiểu lầm nữa. Tất cả những gì chúng tôi vừa nói, chẳng hạn như tôi nói trên đời này không có ai dễ ghét hết, mà chỉ có người dễ thương và đáng thương thôi, thì ngay cái nhìn đó đó đã là cái nhìn chánh kiến. Và chánh kiến là ở đâu nó ra? Ở trong Bát Chánh Đạo chứ đâu. Thì chỉ có chính, chỉ có Bát Chánh Đạo mới cho người ta một cái nhận thức, cho người ta một cái nhận thức đúng đắn về cái bản chất thực sự của vũ trụ, bản chất thực sự của thế giới. Đó là lý do tại sao Bát Chánh Đạo được xem là đạo đế, là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Là mọi người nhớ dùm cái đó, chứ không những khéo là những người không tin Phật là hoặc là những người ngoài đạo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, hiện giờ ở trong room không còn nghe tín hiệu của sư nữa ạ. Dạ, chúng con kính thỉnh sư cầm mic trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá. Xin hỏi khi nãy tôi bị rớt đích chỗ nào vậy ạ? Tôi đang nói tới đâu rồi? Khi nãy tôi đã nói đến đâu rồi? Chết rồi, các vị nói như vậy làm sao tôi nhớ? Làm sao tôi nhớ? Khi tôi giảng tôi nhắm mắt. Chết tôi rồi. Tôi hỏi các vị có nghe tôi nói về bốn về sự vô minh trong bốn đế hay không? Các vị có nghe nói về vô minh trong bốn đế chưa? Dạ ok. Thì chính vì cái vô minh trong bốn đế, dạ ha, chính vì cái vô minh trong bốn đế đó, tôi nhắc lại nha. Bắt đầu tôi chán rồi đấy, bắt đầu tôi chán là vì lý do là cái máy tôi đang dùng ở đây là cái máy mượn của người ta, còn cái máy xịn tôi để bên kia rồi, tôi để bên bên địa sĩ rồi, tôi đang ở Đức. Mà cái đường truyền ở đây là mình xài ké một cái người hàng xóm, chứ cái chỗ này chưa có mua, tôi chưa có mua. Để tôi mua chỗ khác, tôi mua trên núi, tôi đang ở phố. Bắt đầu tôi chát này. Thì chính vì cái vô minh, chính vì cái vô minh ở trong bốn đế đó, cho nên chúng ta mới có ba hành. Chúng ta giảng lại cái điều mà vừa giảng ngày hôm qua. Vì vô minh trong bốn đế, hả? Vì vô minh trong bốn đế nên mới dẫn đến ba hành. Phi phúc hành đó là phi phúc hành đó là mình chạy trốn cái đau khổ bằng cách là mình sống bất thiện, thí dụ như mình khổ quá thì mình đi sát sanh trộm cắp, làm các điều bất thiện để mà mình chạy trốn cái khổ, rồi tưởng sao mai mốt mình chết mình bị sa đọa thì nó lại còn khổ hơn nữa. Rồi cái thứ hai là mình cái hành thứ hai là phúc hành, có nghĩa là mình tạo, mình vì mình muốn hết khổ cho nên mình làm các cái nghiệp thiện, dục giới và sắc giới. Dục giới nghĩa là mình làm các điều trong thập thiện, như là bố thí, trì giới, phục vụ, nghe pháp vân vân, thì những cái đó được xem là cái nghiệp dục giới, tức là những việc thiện, những cái việc thiện được tạo bằng tâm đại thiện và thiện sắc giới,
thì được gọi là phúc hạnh. Được tạo bằng tâm thiện vô sắc thì gọi là bất động thành. Bất động thành thì chính vì vô minh trong bốn đế cho nên ta mới là có một trong ba cái chọn lựa, hoặc là phi phúc hành, hoặc là phúc hành, hoặc là bất động hành, để mà tiếp tục tái sinh trong tam giới. Tam là ba đó, tiếp tục tái sinh trong ba giới, như là trong dục sắc và vô sắc giới. Thì cái vị Phạm Thiên trong cái bài kinh này nè, như đầu bài tôi đã giảng, vì chánh lòng nhìn thấy, chánh lòng khi mà nhìn thấy chúng sanh nó có dục, nó sống, tuổi thọ họ ngắn quá đi, cứ đầu hôm sớm mai là đã chết. Trong kinh nó có nhiều vị trời, chư thiên cũng có, Phạm Thiên cũng có, khi mà nhìn thấy những cái dấu hiệu báo tin là Bồ Tát vừa nhận lời để mà giáng trần, tu hành thành Phật độ sinh, thì những vị đó có nghĩ rằng ta sẽ đến gặp Ngài khi mà phải nghĩ như vậy. Rồi có những vị khi mà nhìn thấy Bồ Tát đản sinh ở vườn Lumbini thì cũng nghĩ rằng khi nào Ngài thành đạo ta sẽ đến. Có những vị thấy Bồ Tát bỏ ngôi đi tu trong rừng khổ hạnh, khổ hạnh lâm, thì đó nghĩ rằng khi nào mà Ngài thuyết pháp thì ta sẽ đến ta nghe. Mà các vị có tin rằng có rất là nhiều vị, có rất là nhiều vị cứ nghĩ như vậy thôi, mà vì thời cái tuổi thọ của chúng của loài người mà nó ít quá, nó ngắn quá đi. Chẳng hạn như cái cõi dục thiên mà thấp nhất là cõi tứ thiên vương á, người ta cũng sống được 9 triệu năm nhân loại, có nghĩa là một ngày đêm của nhân loại đó là bằng 50 năm. Xin lỗi, 50 năm ở cõi nhân loại nó bằng một ngày đêm ở cõi tứ thiên vương. 100 năm của nhân loại mình á, 100 năm trên cái hành tinh này đó, nó bằng một ngày đêm của cõi Đau Lợi. Rồi 200 năm của nhân loại thì nó bằng một ngày đêm của cõi Dạ Ma. Mà cứ như vậy đó, đi lên, càng lên cao thì thời gian nó càng dài. Cho nên khi mà họ nhìn thấy Bồ Tát đản sinh, hay là nhìn thấy Bồ Tát đi xuất gia, thấy Bồ Tát đi vào bốn cửa thành, họ nghĩ trong bụng rằng khi nào là thành Phật thì mình sẽ đến mình nghe pháp. Mà chính vì họ sống lâu quá, cái khái niệm thời gian của họ đó nó không giống như mình. Cho nên là đến lúc mà họ nhận, họ trực nhớ rằng phải đến hầu Ngài đó, thì có khi đó là họ chỉ còn có dịp để nhìn thấy Ngài trong đêm cuối cùng trước khi Ngài Niết Bàn mà thôi. Cái này là trong chú giải nói như vậy, trong chú giải trường của kinh, mà cái bài Đại Bát Niết Bàn đã giải thích như vậy. Có những vị mà họ muốn lắm, nhưng mà họ vì họ ầu ơ với dầu, cho nên có người hỏi tôi trên thế giới này cái dân tộc nào mà cao sang nhất, thì tôi nói là cái dân tộc cao sang nhất không phải là người Mỹ, không phải là người Bắc Âu, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, cũng không phải là dân Tây Âu như là Thụy Sĩ, Pháp, Anh, Đức, mà cái dân sang trọng nhất trên thế giới này đó là dân Việt Nam. Là vì sao? Là bởi vì người bên Mỹ họ có một câu, họ nói rằng không ăn đậu không phải là mễ, mễ là ăn đậu dữ lắm, không ăn đậu phải là mễ, mà không đi trễ không phải Việt Nam. Đấy, là vì sao? Là vì mình từ cõi trời mình đi xuống, mình từng sống trên cõi Phạm Thiên, cõi Dục Thiên quá lâu rồi, cho nên cái khái niệm thời gian của mình nó không có giống với các cái dân tộc khác. Mình là coi như mình rất là thông thả lắm. Thí dụ như là mình, người ta mời mình đi đến dự một cái sự kiện lúc 10 giờ thì phải 12 giờ mình mới bắt đầu son phấn xong để mà rời khỏi cái tư gia. Và lớp đã thông báo rồi là 5 giờ sáng, hả? 5 giờ sáng là bắt đầu giảng. Mà trong khi đó đến giờ này thì chỉ có chừng này người dự thôi, chỉ có chừng này người dự thôi. Thì điều đó có nghĩa là một lát nữa đó, khi mà các vị vô thì tôi đã không còn nữa rồi, nghe không còn nữa. Mà các vị chính vì cái chỗ này cho nên vị Phạm Thiên mới nói là mạng sống và giấc dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này. Mà cái này tôi không nghĩ là ai đó nhầm giờ, mà tôi nghĩ họ cố tình đóng cái vai trò giống như là cầm chịch,
họ điều khiển đó. Nhưng mà thật ra các vị biết rằng tôi chọn 5 giờ là có cái ý chứ phải không, là bởi vì nó phải càng sớm càng tốt để cho tôi có được nguyên vẹn một ngày mà tôi không có bận tâm. Càng trễ đó, thì nó lỡ làng, nó dở dang, nó không đi đến đâu hết. Cho nên trong nguyên tắc làm việc của người Âu Mỹ có nghĩa là đúng giờ làm việc, dầu chỉ một người mà thôi. Mà thậm chí quý vị thử đi, ngày mai không ai vào lớp, tôi vẫn tiếp tục giảng. Tôi vẫn tiếp tục giảng. Là vì sao? Vì bên cạnh tôi cũng còn có người mà. Bên cạnh tôi còn có người. Thì tôi giảng cho một người nghe cũng được. Tôi không dám so tôi với Đức Phật, nhưng mà tôi học viên của Ngài. Là chỉ vì một người ngoại đạo tên là Upakat, mà từ gốc Bồ Đề ra đi về thành Vương Xá để mà chuyển pháp luân, thay vì Ngài dùng thần thông, mà không, Ngài cố ý Ngài đi bộ để gặp cái người đó, gặp cái du sĩ ngoại đạo tên là Upakat. Thì cái ông này, ông gặp Ngài, ông không có một cái dấu hiệu gì đặc biệt hết. Ông thấy Ngài đẹp, ông chỉ hỏi thôi. Ông hỏi Ngài hình như không phải là nhân loại, Ngài là một cái vị thần, một ông tiên gì đó. Ngài nói không, ta không phải là ông thần, ông tiên gì hết, mà ta chỉ là một vị Phật, một người tỉnh thức, một người giác ngộ, chỉ vậy thôi. Ông nghe vậy cái ông nói cũng hay, cũng hay, mong là đúng như lời Ngài nói. Thì Đức Phật biết được cái duyên của ông, cho nên Ngài dặn rằng mai sau khi nào cảm thấy nhớ đến ta thì cứ đi tìm ta và nó hỏi như thế này: bậc chiến thắng đang ở đâu thì sẽ có người chỉ đường cho. Mà chỉ dặn như vậy thôi. Và về sau cái ông Upaka này nè, ông là một du sĩ, không vợ con, không nhà cửa, ông đi lang thang, và ông được một cái người cư sĩ thương mến đem về hộ độ. Mà cái ông cư sĩ này ông có một người con gái. Rồi cái nhiều khi ông vợ chồng của ông cư sĩ bận rộn thì nhà đứa con gái đã chăm sóc, nó nấu nướng, rồi nó bưng thức ăn, bưng ra bưng vô, nó bưng riết rồi thì lửa gần rơm. Cuối cùng thì ông ra với cô này nha. Mà nó nói là chữ cư sĩ cho nó sang, thật ra là cái ba má của cô này đó, tuy là mến ông cư sĩ nhưng mà họ không có tu hành gì hết, họ là thợ săn. Cho nên khi mà ông này ông tu cả đời không có nghề nghiệp gì đâu. Cho nên khi mà ông thương con gái người ta rồi ông ngỏ lời ông lấy, thì người ta nói bây giờ ông không có nghề nghiệp gì hết, thôi bây giờ tụi tôi làm thợ săn thì tôi đi đâu đi hả, đi săn là cứ đưa ông lụm thôi hả, thí dụ như bảy đường thú thượng giác về, còn hả bảy đường chim thượng rõ sâu ông sách về. Đấy, đại khái như vậy. Thì cái bữa đó cái cô vợ đó cổ thương con hết, cũng hát hết rồi, nó còn cái ca dao tục ngữ gì để cô hát. Thì cô mới chế là một khúc hát cô hát: nín đi con, nín đi con, vì một chút tình bỏ hết nợ nước mây, giờ trở về đi lượm thú, lượm chim trong rừng cây để mà sống. Nín đi con, nín đi con, đứa con trai của người du sĩ, ngày nào giờ đã bỏ mộng nước mây, trở về đây 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 để mà đi nhặt lượm cái xác chim xác thú trong rừng cây. Thì ông nghe vậy ông sốc, ông nói trời đất, ngày xưa thì trời đất bao la lòng lộng, bây giờ thương một người đàn bà dốt nát quê mùa không biết gì hết, quẩn quẩn lôi chồng ra làm cái trò hề, mượn hình ảnh chồng để làm cái lời hát của con. Ông buồn lắm, ông mới chợt nhớ tới Đức Phật, ông chợt nhớ tới Đức Phật, ông lên đường đi tìm, chẳng cứ theo cái lời dặn xưa của Đức Phật lại đi tìm bậc chiến thắng. Nhưng hỏi thì khi mà ông vô chùa đó, đi vô chùa Kỳ Viên, thì ông hỏi như vậy thì Chư Tăng mới chỉ ông đến, ông gặp Đức Phật, ông xin xuất gia và sau đó ông đắc quả A La Hán. Người vợ của ông sau đó đi tìm chồng dắt theo đứa con, và khi gặp ông rồi họ cũng đi xuất gia và cũng đắc quả A La Hán. Rồi một trường hợp nữa chúng ta thấy nhiều lắm trong đời Đức Phật, tới 1 tỷ trường hợp như vậy, mà trường hợp cuối cùng là một chút giao tình, không phải giao tình mà một chút từ bi thì đúng hơn, đối với thợ rèn chuyên đá Đức Phật đã về của Sinhara. Nói rằng chỉ vì ổng thì cũng không có đúng, nhưng mà phải nói là ổng là một phần lý do. Và Đức Thế Tôn trong cái bữa ăn cuối cùng đó, thay vì Ngài nhận của rất là nhiều người tiếng tâm như là mình bây giờ đã là hòa thượng viện chủ phương trượng một cái cơ sở nổi tiếng, thì trong những cái sự kiện động đại đó, cái người mà chúng ta nghĩ đến phải là những đại thí chủ hết. Còn đằng này Đức Thế Tôn đã chọn một cái nơi hẻo lánh, và cái bữa ăn cuối cùng của Ngài không có thông báo với ai hết, thay vì người đệ tử đại gia thiếu gì không, ngày về một nơi hẻo lánh, ngày nhận lời ăn cơm của một người thợ rèn.
Và điểm đặc biệt trong đời Đức Phật, những cái hình ảnh đẹp nhất mà tôi lưu ý đó chính là những cái gì rất là bình thường, những gì mà nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn như trước khi ngài quân tịch, mình cứ tưởng là một bậc đại giác như vậy thì trước khi niết bàn thì có những cái sắp xếp ghê gớm cho những cái đại sự về sau, là không để chú ý những chuyện ly chi lý lết chích, chuyện lớn mà đã giải quyết rồi, tức là trước có mấy ngày liên tục thuyết giảng về các pháp bậc thôi để gìn giữ cái duyên mới của tăng già mai hậu. Nhưng mà trong những ngày tháng cuối đó, ngài cứ nhắc đến những cái chuyện mà tôi không có tưởng tượng được. Thí dụ như ngài dặn ngã đây, sau này ta mất rồi, chúng tỷ kheo trong ngôn ngữ xưng hô nên rõ ràng một chút, nên có tôn ti một chút. Nhỏ gọi lớn là phân tê, mà lớn gọi nhỏ là a hú sô, chứ không có nên kêu tên kêu mà ngang tràng như từ đó tới giờ nữa. Cái chuyện đó đối với tôi nghĩ là chuyện nhỏ đó chứ, một bậc đại giác mà ngài bận tâm đến chuyện đó. Rồi ngài còn bận tâm một chuyện nữa là ngài giải ngã nay, sau khi ta mất rồi thế nào cũng có tiếng đồn xấu về cái ông thợ rèn Trinh Bá. Người ta nói rằng Thế Tôn vì ăn bữa cơm cuối cùng của ông Trinh Bá mà bị lâm trọng bệnh viêm tịch, thì A Nan hãy nói an ủi cho Trinh Bá rằng trong đời của Như Lai chỉ có hai bữa cơm được xem là công đức vô lượng, đó là bữa cơm của nàng Suchita. Nhờ bữa cơm đó mà ta có sức lực để thiền định và trở thành một vị chánh đẳng giác. Cái bữa cơm thứ hai đó là bữa cơm chúng ta, bữa cơm cuối cùng trong đời của vị chánh đẳng giác. Sau khi ta ăn bữa cơm đó xong thì ta viên tịch niết bàn. Hãy nói với chúng ta rằng đó là hai bữa cơm quan trọng nhất trong đời của vị chánh đẳng giác. Hãy ăn ngủ chúng ta như vậy. Rồi chưa hết, ngày còn giảng ngã nan khi ta mất rồi, tỳ kheo chánh đá xưa giờ rất là kiêu ngạo, ỷ cái công là cái người mà đánh xe, người nài ngựa đưa ta đi xuất gia. Từ đó sinh tâm kiêu ngạo, không có tôn trọng ai hết, không có nhận cái lời nhắc nhở dạy dỗ ai hết. Khi ta mất rồi, để giúp đỡ chân lá, hãy dặn chư tăng bỏ lơ chân lá một thời gian. Chỉ phạm gọi là phạt phạm đàn đó, tức là đừng dòm nói gì hết, để cho đến bao giờ mà đương sự cảm thấy hối hận, đương sự đúng ăn năn sám hối thì lúc đó giờ mình mới nhìn mặt. Theo phải làm đó chính là tu tập 37 pháp trợ bồ đề, 37 pháp bồ đề phần. Thì phải nói rằng những giây phút cuối cùng của vị chánh đẳng giác đẹp như vậy đó, đẹp không phải là vì những cái chuyện ghê gớm to tát, mà đẹp là vì người quan tâm đến tất cả những gì là cần thiết, còn nó lớn hay nhỏ là trong mắt của người đời thôi. Cho nên trong cái tinh thần đó, trong lý tưởng đó, thì tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta cái gì cần làm thì làm, còn cái điều kiện, cái bối cảnh ra sao thì tùy duyên vậy. Bây giờ mình nói với nhau là 5 giờ mình bắt đầu, thì giờ có một người mình cũng nói, thật ra mà nói tôi nghĩ rằng cho đến hôm nay tất cả mọi người trong rung, có nhiều người vẫn không hiểu lý do tại sao có lớp học này, có người còn ngờ những cái lý do rất là bất thiện nữa. Tôi xin thưa rằng chỉ một lý do duy nhất thôi. Hơn 10 năm nay thỉnh thoảng tôi vào rung, tôi vào trong YouTube hoặc là các cái trang web mà có cái phần audio giảng pháp đó. Tôi có một chút giật mình, sợ hãi, buồn, chạnh lòng, thấy rằng rất là khó hiểu. Ni Phật tử Nam Tông Bạc Phái, cái người, số người mà hiểu Phật Pháp tôi nghĩ đâu có hiếm, nhiều lắm. Có số người biết ngoại ngữ nhiều lắm, mà tôi hoàn toàn không hiểu vì sao mà khi giảng kinh tạng người ta hoàn toàn không đá động gì đến cái gọi là chú giải hết. Tôi rất là làm lạ, tôi rất lấy làm lạ. Là họ cứ lật trong bộ kinh ra, họ nhìn cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, rồi họ dùng những cái kiến thức tiếng Việt của họ, họ nghĩ nó ra làm sao được, họ dịch y chang như vậy. Kẹt. Chẳng hạn như sáng nay cái bài kinh sáng nay, cái bài kinh sáng nay là trong bài kinh nó có cái chữ công đức. Đấy, nó có chữ công đức. Có cái chữ công đức trong cái bài của ông Phạm Thiên. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức sướng quá. Ai mà làm tâm nghi Phật tử mà không hiểu chữ công đức. Cho nên cái chỗ này mình cứ đè ra mình giảng công đức, tức là bà con ráng bố thí trì giới vân vân, thì giảng như vậy nó cũng không có đến nỗi sai, nhưng mà nó không có sát với cái nội dung bài kinh. Phải nói như vậy. Chưa hết đâu, chỗ này đó tôi nói rõ, chỗ này đó mình có lệch một chút cũng không sao, nhưng mà có những bài kinh rất là quan trọng mà mình cứ trình bày theo cái cách nghĩ cá nhân thì kẹt ghê lắm, kẹt ghê lắm.
Thứ nhất là bản thân mình không có điều kiện để mình tiếp xúc với cái gọi là pháp nhũ Phật thân, mà cái điều thứ hai đó là mình cũng không cho người nghe nó một cái cơ hội để mà tiếp cận với cái lời dạy uy nguyên của Đức Phật, mà không có gì mà nó đáng tiếc cho bằng cái tuệ giác của một vị chánh đẳng giác mà được diễn dịch bởi cái trí tuệ phàm phu, thì phải nói đó là một trong những điều thiệt là đáng tức và thực là đáng tiếc, phải nói như vậy đó. Chính Hòa Thượng Lần Mai, tức là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đó, trong một bài viết ngắn, tôi nhớ không lầm là bài đi như một dòng sông, hình như vậy, không biết có lầm không, thì trong đó Hòa Thượng có nói một câu mà tôi rất là tâm đắc. Hòa Thượng nói: cái điều đáng tiếc nhất là những cái thành tựu trí tuệ, những cái suy tư sâu sắc và cực kỳ minh triết của Đức Phật đã bị phàm phu đời sau diễn dịch theo cái nhãn quan thiện cận của họ, và họ áp đặt lên đó, áp đặt lên những cái diễn dịch đó, họ áp đặt lên đó bằng hai chữ Phật ngôn rất đổi ngậm ngùi. Phật không có nói như vậy, mình cứ giải thích theo ý của mình, rồi mình gắn cái chữ Phật ngôn lên đó, có phải là mình nói oan cho Ngài không? Ngài có tầm thường như vậy không? Ngài có nông cạn thiển cận như vậy không? Mà mình cứ tùy hứng, và một phần mình nghĩ tính chúng là dốt, cho nên mình tha hồ mình nói sao thì nói. Tôi nhớ Việt Nam có cái này vui lắm, mình nói hay nói dở gì đi nữa thì họ cũng lên, họ cũng cúng bầu thơ. Nói hay nói dở gì thì họ cũng xa thú bể cái chùa. Nói hay nói dở gì đi nữa cứ thuyết trên ba thầy pháp được gọi là pháp sư. Nói hay nói dở gì đi nữa miễn có lớp học được gọi là giảng sư. Nhiều khi mình chỉ nên mình đi giảng, chỉ dạy cho nó cách đọc kinh Tây Ly thôi, hoặc là giảng pháp cú thôi. Pháp cú là có câu chuyện cái đè câu chuyện ra mà kể kể xong rồi cái mình tán hương tán vượng chút xíu vậy đó, là coi như là có một lớp học pháp cú. Mà tôi còn có một chuyện mà tôi rất lấy làm lạ nữa đó, là kinh điển mình rất là nhiều mà bắt cái chứng gì mà mình cứ đè pháp cú ra mà mình coi nó giống như cái lá cờ của năm tông là sao, rất là làm lạ chứ. Cho nên ở bên Jacksonville cái thành phố tôi ở bên Mỹ có cái ông đó, ông tìm cách ông nói cho tôi vui, mà cái cách của ông đó, tôi nghe rồi tôi chỉ muốn ông chết sớm thôi. Ông nói thế này, ông nói con đọc kinh năm tông chứ, tại vì thầy nói con bắt tông chứ, con đọc kinh năm tông thì biết là coi như cái quyển Đức Phật Phật Pháp thì quyển Pháp Cú là coi như con đọc tới đọc lui không biết bao nhiêu lần. Ông tưởng nói vậy cho tôi vui, nhưng mà tôi nghe tôi càng thêm hận, bởi vì hai cái quyển đó đâu có đủ để gọi là đại diện, là tiêu biểu cho giáo lý nguyên thủy, giáo lý Pali đâu. Ông chỉ biết cái hai cuốn đó, sau này tôi mới phát hiện ra là thì ra ông chung vào trong mấy cái lớp, mấy cái room, ông chỉ nghe được có cái chuyện đó thôi. Mà mình đánh giá, mình nhận xét về Phật Pháp mà thông qua hai cuốn đó thì tôi không có tôi che nhé, nhưng mà hơi nghèo. Cái gia tài của ông bố mình để lại gồm có 84.000 công đất, trong đó có hàng hà sa số những nhà kho chứa đầy châu báu, thì tự nhiên mình hốt ra có một nắm thôi thì uổng quá, uổng quá. Tới 84.000 nhà kho chất đầy châu ngọc mà bây giờ mình hốt ra có một nắm, mình hốt ra có chứ một thao một thúng thôi, rồi mà mình cứ đi đâu mình cũng cứ la làng đây là cái của ông già tôi để lại. Trạch thì không có trạch, nhưng mà nó chưa có tới uổng lắm. Cho nên cái lý do ra đời của cái rung này chỉ là một chuyện rất là đơn giản, rất là nhỏ thôi, đó là mong sao nó sẽ là một cái chút gợi ý cho những vị mà sẽ giảng kinh tạng sau này, hoặc là đang giảng kinh tạng bây giờ, tôi không biết là ở đâu và là vị nào tôi không biết, mà tôi rất mong là cái lớp học này nó chỉ là một cái quê diêm, nó là một tiếng động nhỏ để nhắc nhớ cho thiên hạ rằng hãy giải thích kinh tạng theo chú giải đi, rồi 31 giải thích lục tạng, giải thích a tỳ đàm tạng theo chú giải đi, chứ còn mình suy diễn, mình diễn dịch theo cái ý của mình thì lâu ngày nó không còn gì hết. Trong kinh nói Đức Phật ngày dạy rằng này các tỳ kheo, thời xưa đó nó có một cái địa phương tên là Amaka, địa phương đó nó có cái trống bằng da tốt lắm,
Ở trong làng mỗi lần mà có cái chuyện gì mà cần hội họp bà con dân chúng thì người ta đánh cái trống đó lên. Lâu ngày đó thì cái trống nó có cái tên là cái trống Âm Ma Cát, giống như mình có cái trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Đông Sơn vậy đó. Thì dĩ nhiên cái tên, cái lý do đặt tên thì có khác nhau, nhưng mà nó điểm mình giống nhau, tức là cái trống nó cũng có cái tên, nó giống nhau chỗ là có cái tên. Mà cái trống đó nó bằng da cho nên nó về lâu dài đó thì cũng có lúc nó bị mòn hao, nó bị hư, bị lủng, cho nên người ta mới dùng da để người ta vá nó lại. À, lúc đầu thì vá một lỗ, hai lỗ, và sau cùng nó vá 8 lỗ, 15 lỗ, 17 lỗ, 20 lỗ, mà vá nhiều bao nhiêu đi nữa thì cái trống nó vẫn mang cái tên là trống Âm Ma Cát. Và Đức Phật dạy này các tỳ kheo chính một ngày kia thì cái hình dáng, cái chất lượng của cái trống cũ hoàn toàn không còn nữa, nhưng mà người ta vẫn cứ gọi đó là cái trống Âm Ma Cát. Cũng vậy này các tỳ kheo, sẽ có một ngày, sẽ có một thời cái giáo pháp của Như Lai bị hiểu sai, bị diễn giải, bị diễn dịch sai lạc, bị xuyên tạc bán bỏ mà người ta không biết, và người ta vẫn cứ gọi đó là lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Như Lai. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Sẽ có một ngày mà chúng ta vào chùa, chúng ta thấy toàn là cúng bái sinh sâm thờ phụng tào lao thiên tướng Nam Tạng Bắt Đầu, mà bên ngoài thì rõ ràng là để cái phủ tấm bản to đùng, đó là chùa, chùa gì đó, đạo tràng gì đó. Mà có một cái chuyện rất là lạ lùng, rất là khó hiểu và very very đáng tiếc. Đó là toàn bộ cái Phật Pháp, Phật giáo hôm nay được đặt trên cái nền tảng của Tam Tạng, ta chú ý đến nhất. Đó là một điều rất là đáng buồn. Trong khi đó thật sự đó, thật sự đó, cho tôi nói cái câu này dễ ghét một chút, tôi chỉ ví dụ thôi nha, tôi chỉ ví dụ thôi, tôi năn nỉ bà con tôi ví dụ thôi chứ tôi không có ý. Tức là nếu mà đúng là cái chùa của tôi và Phật tử đúng là những người mà đệ tử của tôi, học trò của tôi, thì tôi nghĩ rằng thứ nhất trong chùa tôi sẽ dành cho Phật tử Đại Tạng một cái vị trí quan trọng cực kỳ, và thay vì làm tháp thờ Xá Lợi tôi sẽ làm cái tháp thờ Tam Tạng. Vì sao? Là vì Xá Lợi đó, tôi không có tin, tôi không tin Xá Lợi không phải là vì tôi không tin Phật, không phải là vì tôi không tin Phật hoặc là tôi không có niềm tin vào Xá Lợi, không phải, mà vì tôi quá quý Đức Phật đi, tôi quý Ngài đến mức mà tôi nghĩ rằng Ngài nhiều lắm đó thì Ngài để lại khoảng 5 ký Xá Lợi thôi, đó là nhiều lắm. Mà hỏi với trong hàng hà sa số vũ trụ có biết bao nhiêu người có thần thông, có đức độ mà họ muốn thờ Xá Lợi của Đức Phật, họ xứng đáng hơn mình nhiều. Chư thiên phạm thiên trong hàng hà sa số vũ trụ họ muốn, đến cả trong kinh nói cái lá y mà Ngài mặc người ta còn đem đi người ta thờ, cái nắm tóc mà Ngài bỏ đi trong lúc Ngài đi xuất gia mà Đế Thích còn đem về thờ, thì có nghĩa là cái chút Xá Lợi, chút xương của Ngài khi đã thành Phật còn quý cỡ nào nữa. Mà mình tu hành đàng hoàng thì chư thiên không còn cho mình thờ, chứ mình tu hành cái kiểu cà chớ, cái kiểu mà tào lao thì đời nào chư thiên mà để cho mình. Thì tôi không có tin là hôm nay trên hành tinh này mà còn có Xá Lợi Đức Phật. Nếu có đó là hiếm ghê lắm, cái chỗ đó phải có cao tăng thạc đức tu hành kinh hoàng lắm. Chứ tôi thưa với các vị một chuyện, các vị rất là phiền nha, mà tôi vẫn phải nói, tôi Tuệ Khanh không có tin Xá Lợi là chỗ đó. Tôi nghĩ là có, là có ở đâu đó, chứ trên hành tinh này mình tu cái kiểu cà chớ mà làm gì chư thiên mà để cho mình thở. Tôi nghĩ cái quan trọng hơn đó chính là cái Tam Tạng. Mà khổ một chỗ Tam Tạng, cái tủ Tam Tạng có chùa có chùa không, mà nếu có thì Phật tử họ cũng chẳng biết cái trong đó là cái gì, cũng nghe thèm dòm quá. Chứ cái chỗ đáng mà quỳ lạy, đáng thắp hương, đáng dân hoa dân cải chính là cái tủ Tam Tạng, vì đó là cái gốc của Phật giáo. Điều thứ hai, nếu mà học trò hoặc là đệ tử của tôi thì cái chuyện đầu tiên là tôi phải trong chùa bản thân tôi thờ Tam Tạng, dạy Tam Tạng, mà Phật tử đệ tử mình cũng phải hướng dẫn họ đặt nặng cái đó, bởi vì họ chỉ là Phật tử khi họ biết dòm ngó cái Tam Tạng, còn không thì họ thành cái thứ tào lao viên vướng gì đó. Phải nói như vậy. Và có một chuyện vô cùng quan trọng, đó là càng hiểu nhiều Phật pháp thì cái công đức lúc mình bố thí trì giới nó sẽ lớn hơn. Trong A Di Đà có nói là thiện hợp trí và thiện ly trí, tức là cái tâm thiện mà có trí đi cùng. Thì đừng có tưởng là cái trí, cái tâm thiện hợp trí của tôi và của ông A và của ông B giống nhau, không phải, không phải. Cái tâm đại thiện hợp trí của ông A đó, nó khác của ông B là vì ông A, cái biết của ông A nhiều hơn hoặc là ít hơn ông B. Cái điều đó bắt buộc phải hiểu như vậy. Bà con nào có lòng nghi ngờ, tôi xin các vị
đại giá Quang Lâm về núi Dinh để gặp ngài hộ pháp, hỏi cô có phải như vậy không. Ông giáo viên nói như vậy đó, ông nói rằng tâm đại thiện hợp trí thì của ông A với ông B nó không giống nhau, là bởi vì cái trí của ông A nó khác trí ông B. Mình biết, mình càng biết nhiều về Đức Phật ấy, thì khi mình lạy Phật công đức nhiều hơn. Còn mình mù tịt về Đức Phật ấy, thì mình lạy Phật giống như mình lạy một ông thần vậy đó. Mà nó khổ một chỗ là Phật tử không được nhắc cái chỗ này, cứ là cắm đầu cắm cổ làm phước, cứ là móc túi móc tiền ra mà cũng không được học cái này. Càng dốt Phật pháp chừng nào thì cái tâm mà hợp lý của mình nó càng nhỏ, nó càng bé, nó càng 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 ít tác dụng gì đấy. Mà mắc cái chứng gì mà vô chùa sợ tam tạng, sợ kinh điển, sợ kinh cắn hay sao mà không dám học? Nó lạ lùng như vậy. Đi nói xấu tăng ni thì dám nói, mà đi học đạo thì sẽ bị la. Vì sao? Là bởi vì người Việt Nam mình sang nhất thế giới, mình từ cõi trên xuống mà coi thường thời gian, coi thường cơ hội gặp chánh pháp. Bởi vì mình là người cõi trên, coi như mình không gặp Phật này thì mình gặp Phật khác. Mình là con nhà giàu mà, chứ còn đúng là người Miến Điện đó, thì họ là xuất thân là con nhà nghèo. Cho nên họ cái gì cũng quý hết. Cái cơ hội học Phật pháp họ quý, cái cơ hội trao dồi trí tuệ họ quý, cơ hội hành thiền họ quý lắm. Còn mình thì mình đã trên cõi cao mình xuống, mình coi nó không ra hết. Chỉ có con nhà nghèo nó mới gặp cái gì nó cũng lụm vào túi, chứ cái thứ con nhà giàu nó gặp gì nó cũng coi thường, chỗ tẹt nó đâu phải ngó gì đâu. Cho nên làm gì làm tôi vẫn tự hào tôi là người Việt Nam, bởi vì tôi là một bộ phận của 90 triệu người xuất thân từ cõi trên xuống, coi thời gian không ra gì, coi trăm năm chỉ là rác, muốn xài sao xài. Cho nên tôi nhắc lại đó là nãy giờ tôi không hề lạc đề, tôi chỉ tô đậm cái bài kinh mà tôi đang giảng thôi. Ý thức được cái thời gian là mong manh, làm ơn làm cái gì đó cho nó đáng. Cái cơ hội làm người đó, ngày trước tôi đọc kinh giảng rằng cái cơ hội mà một con rùa mù mà trăm năm mà nó chọt đầu lên biển một lần mà nó chung đúng vô cái lỗ ván đó, là một cái cơ hội rất là ảnh hưởng, cái xác suất nó rất là thấp. Cái possibility của nó rất là thấp. Nhưng mà Đức Phật này dạy rằng cái cơ hội làm người nó còn khó hơn cái chuyện mà một con rùa mà thỉnh thoảng đưa cái đầu lên biển mà tình cờ chung lọt vô cái lỗ ván. Ngài nói cái chuyện làm người nó còn khó hơn. Ngày xưa tôi nói chắc cái này trong kinh dọa cho mình sợ thôi, nhưng mà bây giờ tôi già rồi, râu tóc bạc, tôi tin nó có. Là bởi vì trong một ngày ấy, mình sống bằng cái lòng, bằng cái tâm của con người nó không có nhiều. Sống toàn là bằng cái tâm thú thì nó nhiều lắm. Tâm thú là làm sao? Đói ăn khát uống, đực cái trong máy, nam nữ tìm nhau. Và cái thứ tư đó chính là ai đụng tới mình thì mình khẩu sực xí quách, mình phản ứng tự vệ. Cho nên thì con thú đi chăng vậy, đói ăn khát uống, rồi giao phối, rồi gì nữa, rồi tự vệ. Nghĩa là ai mà đụng tới nó thì nó phản ứng. Thì mình y chang như vậy, dù mình có bằng bác sĩ, tiến sĩ, luật sư, cái gì đi nữa thì mình cũng vẫn mình có một cách sống đó thôi. Thì nếu mình sống như cái gì thì mình chết thì mình sẽ về với cảnh giới đó, mình sẽ được thành Phật. Mình sống như Phạm Thiên mình sẽ thiên. Mình sống như Dục Thiên mình sẽ về với các cõi Dục Thiên. Mình sống như nhân loại mình sẽ về với cõi nhân loại. Và mình sống như cái loại đọa xứ thì mình sẽ về với cõi đọa xứ. Đại khái như vậy. Và các vị, tôi nhắc lại, các vị có nghi ngờ tôi, các vị về núi Dinh á, các vị hỏi sư tổ của các vị có đúng như vậy không nha. Tức là mình sống bằng cái tâm của cái loại nào thì mai mốt mình về mình cộng trú với cái loại đó. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất là cái kiếp người nó ngắn ngủi. Và cái điều mà làm ơn quý vị làm ơn nhớ giùm tôi cái này: chúng ta có 100 đồng mình chia thành 5 tờ 20 đồng nha. Mình có 100 đồng mình đổi ra 5 tờ 20 đồng thì cái tờ mình đánh số từ số 1 đến số 5 thì cái giá trị của cái tờ số 1 á, nó y chang như cái giá trị của tờ số 5, có đúng không? Tôi nhắc lại, chúng ta có 100 đồng, chúng ta đổi ra 5 tờ 20 và chúng ta đánh dấu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 thì cái giá trị của cái tờ đô, cái tờ 20 đồng mà mình đánh dấu là số 1 á, cái giá trị nó y hệt như cái tờ 20 đồng mà mình đánh dấu số 5 vậy. Các vị có nghe kịp không? Các vị có còn nghe không? Tôi nhắc lại, mình có 100 đồng thì mình đổi ra 5 tờ thì mỗi tờ với cái giá trị giống nhau. Tuy nhiên trong 100 năm của kiếp người thì nó không có như vậy.
Làm ơn nhớ giùm nha, 100 năm của kiếp người đó mình không thể chia ra 5 phần rồi mình nói 5 phần nó giống nhau, là vì sao? Vì 20 năm đầu đời mình có biết cái gì đâu. 20 năm đầu đời mình có biết cái gì đâu. Mình năm 20 tuổi mình bắt đầu chớm trưởng thành thôi nha. Rồi tiếp theo đó là từ cái năm 20 cho đến 40 là cái năm đó là mình chứng dạng, mình suy nghĩ ngon lành. 40 tới 60 chứng dạng ngon lành. Nhưng mà từ cái 60 mà cho đến 80 là các vị tưởng tượng 20 năm đó nó ra làm sao? Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Các vị còn, dạ cảm ơn. Như vậy thì làm ơn nhớ lại, 100 đô la mình đổi ra 5 tờ 20 thì cái giá trị của các tờ giống hệt nhau. 100 đô la đổi ra 5 tờ 20, giá trị của các tờ hoàn toàn giống nhau. Nhưng 100 năm kiếp người đó mình chia ra là thành 5 phần ấy, thì mỗi phần như vậy giá trị không giống nhau. 20 năm đầu đời coi như là vất đi, không có xài được. Rồi mình chỉ xài được có từ 20 cho đến 40, 40 cho đến 60 chỉ được có 40 năm đó thôi. Bởi vì từ 60 cho đến 80 là bắt đầu bệnh hoạn tràn về nha, nó tràn về. Có nghĩa là cao máu, dư mỡ, dư đường, gan, thận, mạch, rồi bao tử, tim, cái gì đó là lúc đó là nó xì ra lúc đó từ 60 đến 80. Rồi từ 80 đến 100 tôi không cần nói nha, các bạn biết chuyện gì rồi. Từ 80 đến 100 là cái giai đoạn nói ra nó hơi thảm chứ, giai đoạn đó là đang chờ vất đi. Đang chờ vất đi. Cho nên nó phải nhớ cái so sánh đó mới thấy cái bài kinh này là bài kinh đáng để mình lưu tâm. Thì ông Phạm Thiên ấy, ông nói rằng sống ít quá chứ phải ráng mà tu thì nó về cõi trời sống lâu hơn. Thì Đức Phật ngài mới giải thích, ngài mới nói thêm, ngài nói rằng sợ chết mà sanh rồi làm rồi tu thì nó về cõi trên ấy, thì mai mốt sống hết cái tuổi thọ đó nó cũng lăn xuống chắc nữa, lăn xuống cũng trở về cái cõi yểu nữa. Cho nên ngài cũng y cứ vào cái bài kệ của Phạm Thiên, ngài mới sửa lại một câu. Ông kia nói thế này: ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức. Cái Phạm Thiên nói là hãy làm các công đức. Thì trong chú giải mới giải thích làm các công đức ở đây có nghĩa là tu tập các tầng thiền định để về Phạm Thiên. Đức Phật ngài lại nói khác: ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi. Yes, thế lợi là lô ca mi sát. Lô ca mi sát, chữ ca này là có dấu trường âm nha. Chữ ca, lô ca mi sát, chữ ca có dấu trường âm. Cái chữ này đó, trong trường hợp này nếu mà mình không có đọc chú giải ha, mình không có đọc chú giải thì cái chỗ này nếu mà mình dùng cái kiến thức nhẹ, mình dùng cái kiến thức mà Hán Việt của mình á, thì mình giảng đã lắm. Thế lợi đây tức là danh lợi vật chất của thế gian, đúng không? Là những lợi ích của thế gian. Rồi bắt đầu mình mới đem cái diễn tài tình danh lợi, ok cái đó nó không có trạch, nhưng mà nó không có đủ nha. Cái chữ thế lợi đây là tiếng Bali kêu là cảm ơn, lô cà mi sát. Cái chữ này nó chỉ cho cái gì? Nó chỉ cho cái ba hành. Làm ơn ai cập đi ở trên cái chỗ ba hành xuống giùm tôi đi. Cái chỗ ba hành hồi nãy tôi giải thích đó. Làm ơn đem cái ba hành xuống giùm tôi. Alo alo, các vị có nghe không? Các vị còn sống không? Các vị lấy giùm tôi cái chỗ ba hành hồi nãy đó. Mất tiêu rồi. Tôi nhớ hồi nãy tôi có đánh cái chữ ba hành, tức là phi phúc hành á, là các ác nghiệp mà dẫn đến đọa xứ. Còn phúc hành á, là thiện nghiệp mà được làm bằng cái tâm đại thiện và thiện sắc giới. Còn bất động hành á, tức là thiện, là các cái tầng thiện vô sắc. Tôi nhớ tôi có đánh cái đó mà, hay là tôi hồi nãy tôi có ra rồi, tôi ra tôi đổ vô tôi bị mất. Quý vị còn giữ đó không? Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều, đại khái như vậy. Thì cái chữ thế lợi ở đây đó phải định hiểu là ba hành. Cho nên hồi nãy đó là lý do tại sao các vị thấy tự nhiên
tự nhiên cái chỗ mà tôi nổi hứng là tôi xách cái bài mà tôi giảng cho đó, là bắt đầu tôi phải đi một cái vòng để cuối cùng tôi mới đưa tôi trở về đăng kia. Tôi không thèm giải thích nữa, đã không, tôi đã giải thích rồi, tôi đã giải thích rồi, tức là tôi đã giải thích ba hành là cái gì rồi, mà ba hành này ở đâu nó ra, là nó từ bốn cái vô minh, vô minh, bốn cái vô minh ở đây là vô minh trong khổ, trong tập, trong diệt và trong đạo nha. Bây giờ tôi xin lớp hỗ trợ tinh thần tôi một chút được không? Bây giờ lớp cho tôi một câu, thế nào là vô minh, thế nào là vô minh trong khổ đế được không? Các vị viết cho tôi cái câu, các vị trả lại tôi câu được không? Vô minh trong khổ đế là gì? Dễ sợ thiệt chứ. Mình ngồi mình nói bể cái cỏ rồi cuối cùng thì không có ai mà nói cho mình biết cái vô minh trong khổ đế là cái gì. Mà mai là mình nói bằng miệng, mình viết ra bằng chữ. Mà tại sao những người này mà họ có thể sống được cái trở về, mình thấy làm lạ chứ. Lạ luôn. Cái người Việt Nam mà nó sang như vậy. Rồi cảm ơn. Không biết mọi hiện hữu là khổ rồi. Rồi cái vô minh trong tập đế là sao? Vô minh trong tập đế là cái gì? Thương quá, thương quá. Rồi vô minh trong diệt đế, thương quá, thiệt đó. Người cõi trên nó là người cõi trên, coi như là coi trăm năm không là gì hết, muốn xài sao xài, coi cái thân người là không là gì hết, muốn xài sao xài, và coi cái cơ hội gặp chánh pháp không là gì hết, khoái học cũng phải thôi, thích thì nhớ, không thích thì quên. Rồi cảm ơn. Đấy, đúng rồi. Thì chính từ bốn cái vô minh này nè, nó mới dẫn đến ba hành nha. Cho nên khi mà Đức Phật ngài dạy đó, là ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Tịch tịnh đây là chỉ cho Niết Bàn nha. Tịch tịnh ở đây là Niết Bàn. Thì là cái quan trọng nhất của người Phật tử là gì? Là phải biết có bốn thứ vô minh này. Cái quan trọng nhất của người Phật tử, bởi Bắc Tông không có chửi Nam Tông đó là tiểu thừa, là ăn rồi chỉ biết bốn đế, mà thật ra bốn đế là toàn bộ vấn đề của vũ trụ, là toàn bộ vấn đề của sinh tử, là toàn bộ vấn đề của phàm và thánh nha. Toàn bộ vấn đề của phàm và thánh, cái vấn đề là chúng ta không biết bốn đế là cái gì. Chúng ta tưởng bốn đế là một cái bài học giáo lý nhỏ xíu, chỉ dành cho mấy thằng dốt, mấy cái thằng mà tiêu nha bại chủng, tiểu thừa hạ căn độn trí nha. Chứ nếu mà chúng ta hiểu cái chữ mà khổ, có hiểu được cái bốn đế mà một cách sâu sắc rộng rãi đó, thì bốn đế là toàn bộ vấn đề. Và làm ơn nhớ lại dùm là bài kinh Chuyển Pháp Luân nha. Bài kinh Chuyển Pháp Luân, nội dung của bài kinh Chuyển Pháp Luân nói gì cái gì ở đây, nếu ai biết làm ơn cho tôi xin mấy chữ được không? Ở đây có ai biết bài kinh Chuyển Pháp Luân không? Tôi mà là quý vị đó ha, là tôi đã đi vô Google rồi, tôi tìm, tôi đã đánh cái chữ kinh Chuyển Pháp Luân nha, rồi coi trong đó nói cái gì. Đoạn cái chữ bốn đế, thì các vị hãy thử tưởng tượng đi, nếu mà bốn đế là một vấn đề nhỏ, một vấn đề tào lao, một vấn đề tầm thường, thì một vị chánh đẳng chánh giác nhất thiết trí như vậy, làm sao mà đem bốn cái này mà biến thành cái đề tài để mà chuyển pháp luân. Khi mà ngài giảng cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thì hàng cả ngàn vũ trụ bị rung động, chấn động chứ không phải bình thường. Cho nên ấy, là làm ơn nhớ kỹ lại là cái hiểu của mình về bốn cái đế có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Và tôi mong rằng sau cái lớp học này, bà con làm ơn nhớ kỹ rằng là mình học Phật, dầu là Nam hay Bắc Tông, làm ơn nhớ kỹ rằng hãy nhớ lấy một cái, phải có một cái khái niệm rất là căn bản về bốn đế. Còn mình ấm a mớ là chặt lắm. Tôi còn nhớ một chuyện mà hôm tôi về Sài Gòn, tôi có gặp mấy cô tu nữ. Cái chuyện này nó giống như là cái chuyện ngoài lề chuyện tào lao, nhưng mà tôi không nói rồi tôi ngủ không được nha. Tôi nói họ rằng thực ra chúng ta còn rất là nhiều chuyện phải làm trong cái việc mà học hiểu Phật pháp.
Thế tôi mới ví dụ, tôi hỏi một cô Phật tử, tôi quên mất cái tên này, tại vì cổ tào lao quá, nhớ tên cũng 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 cũng, cũng mệt ốc trong chúng làm hết. Tôi hỏi cổ vị chư, giữ giới là sao? Giữ giới là sao? Cổ nói ấm ma, ấm mớ, ấm ma, nói mà đại khái ý cổ giữ giới có nghĩa là không phạm giới. Tôi quỳ xuống, tôi van xin, tôi cầu khẩn, tôi năn nỉ bà con, đừng bao giờ hiểu giữ giới là như vậy là chết rồi. Quý vị hiểu cái chữ giữ giới có nghĩa là không phạm giới là chết rồi. Một đứa bé mà nó còn bú, nó nằm ở trong nôi, nó làm sao mà nó phạm giới? Như vậy thì nó, mình nói là nó đang giữ giới được không? Không. Một ông sư mà trùm mà nằm ngủ triền miên khói lửa thì làm sao mà phạm giới đây? Như vậy thì cái ông sư mà mê ngủ được gọi là ông sư giữ giới trong sạch hay sao? Không. Giữ giới nó có nghĩa là gặp hoàn cảnh thử thách hoặc là cám dỗ lẽ ra phải phạm nhưng mình không phạm, thì đó mới gọi là cái giây phút giữ giới. Còn mình không nhớ rằng mình là tỳ kheo, mình không nhớ rằng mình là sa di, mình không nhớ mình là người là tu nữ giữ bát giới, mình không nhớ mình là người cư sĩ có năm giới, tự nhiên mình đang đi chơi, mình chạy xe tăng tăng ngoài đường, cái giây phút bắt đầu gọi là người giữ giới. Các vị làm ơn về núi Vinh hỏi có đúng như vậy hay không? Có nghĩa là giới chỉ được kể là giới khi nào mình có lòng tác ý mà thôi. Các vị làm ơn nhớ giùm tôi cái hoạt cát này, giữ giới là gặp hoàn cảnh thử thách cám dỗ lẽ ra phải phạm nhưng mình không phạm á, cái đó mới gọi là giữ giới. Chứ còn nếu mà chỉ đơn giản không phạm á mà gọi là giữ giới dễ ẹt à. Cứ sáng mình vô chùa cho bắt quen, xong rồi cái mình về nhà cái mình dứt viên thuốc ngủ vô, cái là mình thăng tới chế chiều tối rồi là coi như cái giới mình trong sạch rồi, nó sạch như pha lê luôn á. Thí dụ như vậy, không phải, cái đó phải là giữ giới. Mà giữ giới nghĩa là mình sống bình thường, mình đi vẫn nghe pháp, vẫn xem kinh, vẫn kinh hành, vẫn tọa thiền. Nhưng mà thí dụ như có một cái tiếng nhạc ở đâu đó nó vọng tới, mà ngay chắc cái bài nhạc mình thích nha, mà mình vẫn chánh niệm. Hoặc là buổi chiều nó đói lắm, mình nghe cái mùi chiên xào, mình bây giờ mình có thể ăn mà người ta không biết đó, nhưng mà mình vẫn không ăn. Đó, cái đó mới là giữ giới. Hoặc thí dụ như bây giờ một chuyện nhẹ hơn, thí dụ như mình có chuyện, mình là cư sĩ, mình có chuyện phải đi ra phố ha? Thì mình thói quen mình tính đeo lên lỗ tai mình cái gì đó, nhưng mà hoặc là đeo lên cổ tai mình một cái tấm lắc gì đó, nhưng mà chẳng nhớ là bữa nay bắt quan thì mình không có đeo. Mình biết mỗi khi mình đi ra đường người ta viên trụ lũi gì nó kỳ lắm, không, nó phải lấp lánh xanh đỏ, nhưng bữa nay không được, bữa nay được không, cái đó mới là chữ giới. Có đằng này là tôi biết có nhiều người không có thói quen đeo đồng hồ, chứ đừng nói là đeo nữ trang. Thì những người đó tôi không gọi là những người giữ cái giới mà không trang điểm. Đối với tôi đó, cái đó phải giữ giới. Tại vì trước khi họ bắt quen họ đã không ưa cái đó rồi. Còn cái những người họ, cái cơ thể sinh lý của họ, họ không uống rượu được. Họ không uống rượu được, uống vô là họ mửa. Họ uống vô là họ bị nổi mề đay, họ uống vô là họ bị dị ứng. Họ uống vô là họ sẽ bị cái này cái kia tùm lum tà la hết. Thì trong trường hợp đó tôi xác nhận rằng không phải là giữ giới. Mà những giới là trong trường hợp mà lẽ ra mình đã làm gì nó rồi, nhưng mà vì tà mà quý, vì đức tin mà mình không làm, đó mới được gọi là giữ giới. Còn nếu mà các vị nói không uống rượu và tại vì bệnh á, thì các vị lên hỏi ngài hộ pháp có đúng vậy không? Một người vì bệnh, vì sợ chết mà không uống rượu thì cái đó có phải giữ giới không? À, cho nên cái chuyện nhẹ nhàng nhất là mình là tu nữ, mình là cư sĩ, mà ngay cái chuyện giữ giới mà mình cũng không hiểu là chết rồi. Rồi một chuyện nữa, bố tôi nhớ được câu hỏi một chuyện nữa, đó là tôi đề nghị các vị đó giải thích cho tôi thế nào là, tôi hỏi các vị đó có biết chánh đạo, có biết tắt chánh đạo không, các vị nói biết. Tôi mới đề nghị các vị đó giải thích cho tôi nghe thế nào là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tôi nói điều này trong rung, có lẽ các vị không thể nào tin nổi. Các vị không thể nào tin nổi, các vị nghĩ rằng tôi bôi bác đồng hương của tôi bôi bác đồng đạo của tôi, nha. Các vị có tin có chuyện này không? Bốn cô tu nữ của chùa Pháp Phước Sơn, họ đi với một, đi trong một chiếc xe, chắc khoảng gần 20 cô. Họ nói là họ xuống họ thăm sư trưởng gì đó, rồi sẵn họ xẹt qua bên giảng đường xử lý đó, họ lễ Phật. Rồi họ nghe cái mình nói đó thì họ gặp. Mà tôi tưởng tượng bốn cô tu nữ là được xem là song sáo năng động tích cực nhất, xung phong trả lời khi tôi hỏi. Còn mấy cô kia thì chỉ ngáp lên ngáp xuống. Tu nữ cạo trọc lóc, mặc cái đồ cho trắng ha, để rồi hỏi không biết cái gì. Mà trong khi bốn cái cô được xem là song sáo nhất, cô trả lời.
Đó, chánh nghiệp là gì? Có một cô có nói thế này, chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh. Các vị cô có chịu nổi không? Tu nữ cái đầu cạo trọc lóc, bóng lưỡng rùi đậu trợt chân, mà chánh nghiệp tức là nghề nghiệp chân chánh. Các vị tin trên đời này nó có tồn tại những cái trí tuệ mà nó siêu cấp như vậy không? Chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh. Cuối cùng, trời nắng nóng mà tôi nghe họ trả lời tôi còn nóng hơn nữa. Lâu lâu về thăm quê, mình tự nhủ phải dễ thương chút để ấn tượng, để là ấn tượng, mà tôi chịu không nổi. Cuối cùng tôi mới lựa một cái cô cũng gần tháp xa chùa, rồi tôi nói cô có học cái diệu pháp không? Dạ có. Thì tôi nói nãy giờ tôi thấy cô im lặng, mà tôi thấy cái mặt cô có vẻ cũng có vẻ lấp lánh trí tuệ đó. Cô trả lời tôi đi, chứ cái đáp này là không xài được rồi. Cái cổ nói dạ, chánh ngữ là nói lời chân chánh. Cái bà kia ngồi cái bên dịch cái cụ giỏ một cái, không phải nói lời chân chánh mà là lời nói chân chánh. Đã không? Đầu cạo trọc lóc, bóng lưỡng rùi đậu trần chân, mà hai người hùng lại với nhau để mà giải thích thì chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Một người nói chánh ngữ là nói lời chân chánh, một người nói là lời nói chân chánh. Rồi chánh mạng là gì? Suy nghĩ cả buổi trời để tìm chữ. Người Việt Nam mà suy nghĩ cả buổi trời để tìm chữ, cuối cùng họ nói là cái nghề nghiệp chân chánh, là coi như khá hơn bà kia rồi. Còn bà kia chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh. Rồi tới lúc chánh nghiệp họ nói là cái hành động chân chánh. Rồi tôi xin hỏi bà con nha, ba định nghĩa đó có đúng không? Tôi chọn cái câu cuối cùng đó. Tôi chọn cái câu cuối cùng để mà tôi kể là chắc được kể. Còn mấy câu tôi nghĩ kia tôi nghĩ là mình chắc là không nên gặp nữa rồi đó. Nhưng mà đặc biệt cái câu cuối cùng, tức là chánh ngữ là cái nói lời chân chánh hay là lời nói chân chánh, thì các vị thích thì các vị lấy nha. Rồi chánh nghiệp tức là cái hành động chân chánh nha. Rồi chánh mạng là cái sinh kế hay là cái nghề nghiệp chân chánh, chánh mạng đó. Vậy bây giờ theo các vị cái định nghĩa vậy có đúng chưa? Có đủ chưa? Các vị còn sống không? Hay là các vị là người nhà của mấy cô tu nữ đó? Các vị có phải là người nhà của mấy cô tu nữ đó hay không? Tôi hỏi lại nhé. Tôi trả lời xong tôi đóng rừng đó, tôi đi ra. Tôi chỉ gợi ý cho các vị một chuyện thôi nha. Tôi chỉ gợi ý cho các vị một chuyện thôi. Cái định nghĩa về Bát Chánh Đạo mà từ hồi đó đến giờ, cái định nghĩa Bát Chánh Đạo mà từ hồi đó đến giờ mà tăng ni Phật tử Việt Nam mà phổ biến rồi trao truyền cho nhau đúng. Chánh ngữ là nói lời chân chánh hay là lời nói chân chánh. Chánh nghiệp là hành động chân chánh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh mạng là sinh kế hay là nghề nghiệp sinh nhai chân chánh, không có mắc vào các tà mạng thì gọi là chánh mạng, đúng không? Để cứ bao nhiêu đời cứ đè nhau ra mà giải thích y chang như vậy đó, y chang như vậy đó. Nếu mà các vị nói rằng như vậy là đúng rồi thì tôi cũng đồng ý, đúng. Nhưng mà các vị hỏi đủ không thì tôi nói không. Là vì sao? Tôi có một cái chứng minh rất là khoa học. Đó là ở đây ai có học A Tỳ Đàm thì biết nha. Bát Chánh Đạo có mặt đầy đủ trong một sát na thánh đạo. Khi mình từ phàm sang thánh á, ha, từ phàm sang thánh á, thì cái diễn biến tâm lý lúc đó nó phải có xuất hiện một cái tâm thánh đạo. Thí dụ như tâm sơ đạo đi, sơ đạo rồi, hoặc là sơ quả, tam quả, tứ quả, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, đúng rồi. Thì người học vi pháp phải biết rằng ngay trong cái tâm sơ đạo nó có đủ, nó có đủ Bát Chánh Đạo. Mà nếu mình định nghĩa đó, chánh nghĩa là lời nói chân chánh, chánh nghiệp là hành động chân chánh, chánh mạng đó là nghề nghiệp chân chánh. Thì nếu mình định nghĩa như vậy đó, thì tôi xin hỏi trong một sát na tâm thì ba cái ông này mình nhét vô chỗ nào? Trong một sát na tâm, trong theo A Tỳ Đàm giải thích, mình chỉ búng tay một cái là vô số sát na tâm, vô số sát na tâm sinh diệt. Thì như vậy một sát na nó nhỏ cỡ nào, nó nhanh cỡ nào, nó ngắn cỡ nào, mà mình nói chánh ngữ là lời nói hay là nói lời chân chánh, còn chánh nghiệp là hành động chân chánh, mà chánh mạng là sinh kế chân chánh, thì xin hỏi nếu mà định nghĩa như vậy đó thì ba cái ông này mình nhét làm sao mình cho nó lọt trong được một sát na
trong một sát na đó, tôi nhắc lại, một giây đồng hồ nó có vô số sát na tâm, mà tâm thánh đạo nó chỉ có một sát na thôi, thì làm gì có chỗ để mà nhét ba cái định nghĩa này vô trong đó. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Yes. Làm ơn nghĩ là nó có vấn đề là chỗ đó. Tôi chỉ nghĩ thôi nha. Hiện giờ tôi đang uống một cái loại thuốc. Hiện giờ tôi đang uống một loại thuốc mà nó có cái tên là, cái máy này thì tôi căm hờn nó được chứ, cái máy này nó tào lao đánh không được cái dấu trên nó đánh sao nữa. Đây, hiện giờ tôi đang uống loại thuốc này. Cái thuốc này này, nó được chiết xuất, nó được chiết xuất ra từ từ cái bông bông và trái artichoke. Các bạn nghe kịp không? Hiện giờ tôi uống mỗi ngày đó. Và hiện giờ là tôi uống thuốc á, là thuốc viên á, thì tôi uống cái viên này, cái hạt 3S. Mà bên cạnh đó tôi cũng đi chợ tôi mua cái bông artichoke, cái bông nó hình nó cũng ngộ ngộ đẹp đẹp. Tôi mua về tôi nấu nước uống, bởi vì nó rất là tốt, chứ nhất là mùa hè thứ hai nữa là phải nói là nó giúp cho gan mà rất là nhiều, nó bài thải độc tố. Nhưng mà các vị thử tưởng tượng đi, khi mà tôi cầm cái hộp thuốc hạng HPS này lên á, tôi thấy nó để cho artichoke, nhưng mà tôi phải biết rằng á, cái artichoke này nó không giống như cái artichoke mà tôi đang nấu ở trong nồi, nó vừa giống mà nó vừa khác. Không biết các vị có nghe kiểu hiểu cái chuyện vừa giống mà vừa khác không? Cái viên thuốc nhỏ xíu mà tôi bỏ vào họng của tôi đó, tôi biết đó là cũng là artichoke. Mà cái bông artichoke mà tôi bỏ lên nồi tôi nấu nó cũng là artichoke. Nhưng mà các vị tưởng tượng cái bông nó to cỡ nào mà cái viên thuốc nó nhỏ cỡ nào nha. Không biết các vị có hiểu cái đó. Thì cái nghĩa cái nghiệp cái mạng cũng vậy. Yes, rồi đủ rồi. Đủ rồi. Ok, tôi mệt lắm rồi. Bây giờ tôi mới đi, người ta đang đứng xếp hàng, người ta rủ tôi đi, không phải rủ mà người ta đưa tôi đi trên. Bữa nay tôi lên núi tôi đi, nghe nó đón tôi tưởng sang, phải tôi lên cái trú xứ cho nó, để tôi bữa nay là làm vệ sinh cho nó, cỏ nhiều lắm, cỏ rồi cưa cây khô nha, cưa cây khô để dẹp, cho nên là khổ lắm. Tôi phải sướng như các vị tưởng tượng là bữa nay là tôi phải săn tay áo. Hôm qua mới mua được cái cây cưa điện nha, bây giờ phải đi rồi. Chúc bà con một ngày vui, ngày mai gặp lại. Bye.